Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Chiếc iPhone của mình hiện tại thì đang bị lỗi là không tải được phần mềm nhé. Bây giờ mình sẽ vào tải, ví dụ mình cần tải Momo đi. Mình sẽ vào App Store này và mình sẽ tải Momo về nhé. Mình sẽ nhập mật khẩu của cái tài khoản này để mình tải phần mềm nhé. Đó thì nó đang bị cái lỗi là yêu cầu xác minh, chạm vào tiếp tục và đăng nhập để xem thông tin thanh toán. Và bây giờ mình sẽ điền vào cái mật khẩu tài khoản iCloud của mình để mình chọn tiếp tục quay sao nhé. Cái đoạn mật khẩu này thì mình cũng sẽ cắt đi. Mình sẽ chọn tiếp tục nhé. Đó thì nó lại nhảy ra cái màn hình là bắt mình phải điền cái phương thức thanh toán vào. Mà ở đây thì cái ví Momo của mình thì lại chưa cài được. Cái thẻ tín dụng thì mình lại không có nhé. Cái thẻ Visa hoặc Mastercard thì mình không có. Thì bây giờ các bạn sẽ làm theo mình như này nhé. Các bạn sẽ tạo một cái tài khoản. Tốt nhất là các bạn sẽ tạo một cái tài khoản ID Apple mới. Sau đó là các bạn sẽ đăng xuất cái tài khoản cũ ở cái mục là iTunes App Store ra. Rồi các bạn đăng nhập cái tài khoản đó vào để tải những cái app cần thiết về nhé. Và bây giờ thì các bạn hãy vào cái phần mềm là Sapphire cho mình nhé. Trước tiên mình sẽ tạo một cái Gmail trước nhé. Nếu các bạn nào mà biết tạo rồi thì các bạn sẽ bỏ qua cái đoạn này nhé. Mình sẽ vào cái trang là google.com.vn này. Mình sẽ tạo nhanh một cái tài khoản Google nhé. Mình sẽ chọn vào đăng nhập này. Ở đây đang có cái tài khoản cũ này của mình rồi. Mình sẽ chọn thêm tài khoản này. Đó, và mình sẽ chọn là tạo tài khoản nhé. Cho bản thân tôi này. Mình sẽ tạo nhanh một cái tài khoản này. Nguyễn tên Hoàng đi này. Nguyễn Hoàng 88 đi, coi sao. Và cái mật khẩu chẳng hạn Hoàng, chữ H đầu tiên viết hoa nhé. Hoàng này 1988 đi. Xác nhận mật khẩu thì mình sẽ điền giống nhé. Mình sẽ chọn tiếp theo nhé. Cái tài khoản này thì đã có người dùng. Giờ mình sẽ chẳng hạn là thêm 2 số 8 đi, coi Nguyễn Hoàng 2 số 8 đi, coi có tạo được hay không nhá. Chọn xong này, chọn tiếp này, vẫn không được. Mình sẽ thêm một cái ký tự nào đó, chẳng hạn HG đi. Xong này và chọn tiếp. Ok thì mình sẽ chọn là không lưu cho trang này đi. Mình sẽ chọn là tiếp tục nhá. Mình sẽ chọn tiếp tục này. Ở đây thì ngày tháng năm sinh chúng ta phải điền vào nhá. Ngày mùng 1 tháng 1 đi. Năm 1988 nhé. Giới tính nam đi. Xong này, mình chọn tiếp này. Ok, mình sẽ chọn là tôi đồng ý này. Ok, như vậy là mình đã tạo được một cái Gmail rồi. Mình sẽ chọn vào, mình sẽ vào Gmail này. Không quan tâm này, đó. Đây, cái tài khoản vừa của mình đây. Mình sẽ vào đăng nhập vào cái tài khoản của mình nhé. Đó. Rồi các bạn sẽ thêm cho mình một cái tab mới nhé. Các bạn chọn vào đây này. Rồi mình sẽ thêm một cái tab mới. Rồi các bạn sẽ vào cái trang này. Các bạn sẽ gõ cho mình là Apple ID đi. Rồi mình sẽ vào cái trang đầu tiên luôn này. Để mình tiến hành tạo cái tài khoản ID Apple nhé. Nếu mà bạn nào biết tạo cái này rồi thì các bạn có thể bỏ qua cái bước này. Mình sẽ hủy này. Các bạn sẽ kéo hết xuống phía dưới cho mình và chọn cho mình cái mục là tạo ID Apple này. Mình sẽ tạo nhanh nhé. Ngày tháng năm sinh thì ngày 01 tháng 01 năm 1988 đi. Và cái email này nhá, thì và các bạn phải điền đúng cái email mà vừa các bạn tạo đó. Cái tài khoản Google đấy, cái tài khoản Gmail đấy, các bạn phải điền đúng vào thì chúng ta mới nhận được cái email từ Gmail nhá. A còng này gmail.com nhá. Rồi mình sẽ chọn mật khẩu nhá. Mật khẩu này thì các bạn có thể điền giống cái mật khẩu Gmail vừa của chúng ta cũng được. Mình sẽ điền lại cái mật khẩu ở phía trên nhé. Rồi ở đây bắt buộc chúng ta phải điền cái số điện thoại của chúng ta vào này.
À, chúng ta tạm thời nhập cái mã này vào này. SIF4 này. Rồi mình sẽ chọn tiếp tục nhá. Coi. Đúng, chúng ta vẫn phải điền cái số điện thoại của chúng ta vào đây nhá. Ví dụ mình sẽ điền số điện thoại của mình vào này. 0867564851 nhá. Và mình sẽ điền lại cái mã này GNVM và mình sẽ chọn tiếp tục nhá. Đó, bây giờ nó đã có cái mã xác minh gửi về cái email của chúng ta và chúng ta sẽ lại vào cái tab này nhá. Rồi mình sẽ vào cái Gmail của chúng ta đây. Đó, đây này. Cái mã xác minh của Apple đây. Các bạn sẽ copy cho mình cái mã này nhá. Rồi mình sẽ lại chuyển sang cái tab mà tạo ID Apple. Đây cái tab tạo ID Apple đây và mình sẽ paste vào đây nhá. Các bạn sẽ paste vào đây cho mình. Và chọn tiếp theo này. Lại có một cái mã xác minh gửi đến cái số điện thoại của mình nhá. Mình sẽ điền vào đây. 450541 4505 này, 41 này. Mình sẽ chọn tiếp theo này. Đó, như vậy là mình đã tạo xong một cái tài khoản ID Apple mới rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ vào iTunes App Store rồi các bạn sẽ thoát cho mình cái tài khoản bị lỗi ra nhé. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà mình vừa tạo nhé. Đó, cái tài khoản này thì lại có cái đuôi là a@gmail.com nhé. Vì là mình tạo bằng cái tài khoản Google mà. Đó. Và mật khẩu thì mình sẽ điền vào nhé. Mình sẽ chọn đăng nhập này. Nó lại có cái mã xác thực hai yếu tố nó gửi về cái số điện thoại của mình nhá. Thì mình sẽ lại đây mình sẽ điền cái mã của Apple gửi về nhá. 791271 779 này, 1271 này. Ok, mình đã đăng nhập được vào bằng cái tài khoản mới rồi và bây giờ thì mình sẽ vào App Store và mình tải lại nhá. Coi sao. Đó, mình sẽ chọn cài đặt này và mình sẽ nhập mật khẩu vào nhá. Đó, vì cái tài khoản này mình vừa mới tạo lên mình phải qua một cái bước xem xét nữa. Các bạn chịu khó mất thêm một chút thời gian nhé để trải qua cái bước xem xét này. Mình sẽ đồng ý này và chọn tiếp theo này. Ở đây mình cứ để mặc định thôi. Và cái đường này mình sẽ điền ví dụ mình Hải Dương đi. Tùy ý các bạn nhé. Đường thì mình vẫn là Hải Dương này. Thành phố mình cứ điền là Hải Dương đi. Và cái mã zip code là Hải Dương là 170.000 đi. Số điện thoại thì mình điền tùy ý nhé. 123456789 đi. Rồi mình sẽ chọn tiếp theo nhé. Ok, như vậy là cái tài khoản của mình đã hoàn tất rồi. Và mình sẽ tải lại coi sao nhé. Đó, mình sẽ điền cái mật khẩu vào để tải này. Đó, như vậy là cái vòng tròn tải xuống đã hiện lên rồi và mình đã có thể tải Momo về rồi nhá. Như vậy là các bạn cứ thế mà tải thêm những cái ứng dụng cần thiết của các bạn về nhá. Ok, như vậy là chúng ta cũng đã có thể tải được những cái phần mềm mà chúng ta cần dùng về rồi. Ok, để fix cái lỗi này nếu mà có cách mới thì mình sẽ cập nhật nhá. Còn hiện tại thì các bạn sẽ dùng cái cách này của mình để tải những cái ứng dụng quan trọng về. Thì nếu các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.